Xin chào các bạn. Thì tiếp theo sẽ hướng dẫn cái bài thực hành số 4. Thì trong bài này thì chúng ta sẽ dùng hai lệnh, đó là ARC là vẽ cung và cái lệnh B-line. Thì chúng ta qua cái bài tập thứ nhất. Thì trong đây có 6 hình, thì chúng ta sẽ đi vào từng hình. Đối với cái hình này thì ban đầu chúng ta sẽ vẽ cái cung có bán kính là 40. Bắt đầu chúng ta đi vẽ, chúng ta vào draw, chọn ARC. Thì trong cái này thì các bạn cứ vẽ điểm đầu, điểm cuối để chúng ta xác định. Rồi chúng ta bắt cái điểm đầu tiên. Thì đây là các bạn chỉ cần nhập 40 là xong. Nhấp một cái là chúng ta đã vẽ được cái nửa đường tròn, gọi là cung nửa đường tròn. Sau đó các bạn sẽ vẽ một cái đường line có cái chiều dài nó là 40. Thì các bạn bật tính năng line lên, bắt đầu từ tâm và vẽ lên là 40. Tiếp theo chúng ta vẽ một cái cung đi qua cái đỉnh và giao với cái đỉnh phía dưới có cái R là 80. Chúng ta dùng vào draw ARC. Các bạn sẽ dùng start and radius là chúng ta vẽ. Và cung ở đây là 80, các bạn nhập 80 vào. Đến đây thì phía bên đây thì các bạn có thể dùng lệnh mirror các bạn lật. Trong đây thì chúng ta vẽ dùng cái cách thứ hai, đó là chúng ta vẽ chúng ta không có lật. Điểm đầu, điểm cuối và bán kính là 80. Bắt điểm. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ cái đường tròn tâm là đỉnh dưới của cái đường line và có bán kính là 20. Các bạn có thể đo để kiểm tra cái hình chúng ta vừa vẽ. Thì trong đây có chúng ta đo cái chiều dài của đường line. Tiếp theo chúng ta sẽ đo cái bán kính. Và hai cái đường tròn, một cái đường tròn có bán kính là 20. Một đường tròn 40. Như vậy là cái hình A chúng ta đã hoàn thiện. Tiếp theo qua cái hình B. Hình B thì các bạn sẽ vẽ một cái hình vuông có chiều dài là 100. Sau đó chúng ta vẽ những cái cung đi qua trung điểm của các cạnh. Giờ chúng ta bật vẽ rectangle. Các bạn chiều ngang 100 và chiều cao 100. Tiếp theo các bạn sẽ vẽ một cung xuất phát trung điểm của cạnh thứ nhất qua trung điểm cạnh thứ hai. Và cái bán kính chính là giao với tiếp xúc giữa hai cái cạnh là cái đỉnh ở đây nè.
Rồi các bạn sẽ vào ro. Chúng ta cũng vẽ điểm đầu, điểm cuối và bán kính. Trung điểm, trung điểm, bán kính là đây. Tương tự như vậy. Điểm đầu, điểm cuối, bán kính. Ngoài ra thì các bạn khi mà vẽ một đường thì các bạn có thể dùng tính năng các bạn xoay cũng được. Đầu, điểm cuối và bán kính. Và còn một cái cuối cùng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ đường tròn nội tiếp. Hay chúng ta vẽ một cái đường tròn tiếp xúc qua ba đối tượng cho nhanh các bạn. Psycho. Các bạn đường tròn tiếp xúc qua ba đối tượng. Sau đó chúng ta cũng đo cái hình thì chiều ngang và chiều cao hình vuông. Như vậy là cái hình B chúng ta cũng đã hoàn thiện. Tiếp theo chúng ta qua hình C. Tương tự cái bước đầu tiên thì các bạn cũng vẽ một cái hình vuông có chiều dài là 100. Sau đó các bạn vẽ hai cái đường chéo. Tiếp theo chúng ta vẽ cung. Cung này thì các bạn sẽ vẽ đi qua đỉnh, hai đỉnh đầu và đỉnh cuối với cái chiều dài chính là cái dây đường chéo này. Thì chúng ta sẽ đi bắt đầu vẽ. Dùng tính năng này bạn Start and Direction. Đỉnh đầu, đỉnh cuối. Và chúng ta kéo cái chiều. Tiếp theo các bạn cũng làm tương tự như vậy. Các bạn cũng có thể dùng tính năng các bạn lật qua cũng được. Đỉnh đầu, đỉnh cuối. Còn không thì các bạn vẽ một ca một cung, sau đó cũng các bạn lật qua. Ở đây thì đang trong quá trình vẽ cung nên lặp lại nhiều lần để các bạn nhớ. Điểm đầu, điểm cuối. Sau đó thì chúng ta cũng tiến hành, chúng ta đo. Như vậy là cái hình C chúng ta đã hoàn thiện. Tiếp theo các bạn sẽ qua cái hình D. Hình D cũng tương tự như vậy, thì cũng vẽ hình vuông với chiều dài là 100. Chúng ta vẽ hình vuông. Sau đó chúng ta sẽ vẽ các cung giao giữa hai cái đỉnh kề nhau. Vẽ cung Start and Radius. Điểm đầu, điểm cuối, cung chúng ta bắt trung điểm này. Điểm đầu, điểm cuối, bán kính chính là phần nửa của trung điểm của cái cạnh. Điểm đầu, điểm cuối, bán kính là trung điểm. Do đó chúng ta cũng đi tiến hành, chúng ta đo để kiểm tra được cái kích thước của hình vuông chúng ta vừa vẽ. Là cái hình D chúng ta đã xử lý xong.
Tiếp theo các bạn sẽ qua cái hình E. Hình E thì ban đầu chúng ta sẽ vẽ một cái đường tròn có bán kính là 50. Tiếp theo, để dễ vẽ thì các bạn quan sát là chúng ta sẽ đi qua 6 đỉnh, thì các bạn sẽ vẽ một cái đa giác nội tiếp một cái đường tròn làm cái bước điểm thì các bạn sẽ dễ vẽ hơn, là 6 tâm nội tiếp. Tiếp theo các bạn sẽ vẽ cung, cũng dùng start and radius, các bạn cứ vẽ hai cái cạnh đối diện bán kính là ở cạnh giữa, đỉnh giữa, các bạn làm tương tự như vậy, hai cái đỉnh cách nhau bán kính là đỉnh giữa, tương tự. Hai đỉnh cách nhau bán kính là đỉnh giữa, tương tự như vậy, hai đỉnh cách nhau bán kính là ở giữa. Khi vẽ xong thì các bạn sẽ xóa cái đa giác mà chúng ta làm cái bước trung gian để chúng ta vẽ, và chúng ta cũng sẽ kiểm tra được R là 50. Hình E chúng ta cũng đã hoàn thiện. Tiếp theo sẽ vẽ cái hình F, cũng tương tự như hình E, thì ban đầu bước đầu tiên chúng ta vẽ một cái đường tròn có bán kính là 50. Đường tròn bán kính là 50. Sau đó các bạn vẽ một cái đa giác có 4 cạnh. Nội tiếp với đường tròn. Các bạn vẽ một cái cung xuất phát từ đỉnh đầu, hai đỉnh của một cái đa giác và chiều dài đi vào tâm. Direct start at direction. Không muốn đi vào tâm. Tương tự như vậy. Tiếp theo các bạn sẽ vẽ đường tròn tiếp xúc với ba đối tượng. Chúng ta vẽ đường tròn tiếp xúc. Và chúng ta cũng vẽ một cái đa giác có 4 cạnh nội tiếp đường tròn. Mục đích vẽ đa giác này, chúng ta mượn cái bước này để xác định được 4 cạnh. Còn không thì nếu mà không có trường hợp này thì các bạn sẽ dùng cái trung điểm. Các bạn rê chuột là thấy điểm giao này nè, các bạn kéo vào để dẫn được, các bạn đích chuột ngay cái điểm.
Sau đó cũng vẽ cái đường tròn tiếp xúc với ba đối tượng. Như vậy là cái bài tập ép đã xong.